3, 2, 1, Diễn Em ơi! Hello cả nhà, hôm nay mời cả nhà hãy cùng mình đến với một cái tiệm có rất là nhiều những cái good review ở trên Google để xem là chị Google có đáng tin không nha. Vừa mới đến cửa thì mình thấy là có khá là nhiều người đứng xếp hàng cho nên là mình nghĩ chắc là chị Google không lừa mình đâu. Tiệm này có tên là Mr. Stone Bowl và nằm ở Bowl nhé. Mở lật lật một hồi thì em nó cũng chọn được ra một mâm xanh đỏ tím vàng cho nàng ngây ngất như thế này nè. À, bàn về chuyện gọi món thì các bạn lưu ý là một phần ở đây khá là to nhá. Lúc đầu là mình order 8 món cơ, may mà khúc sau đầu bếp bảo là 2 món nó hết rồi. Chứ một phần nó to như thế này mà ăn 8 món thì chắc là Tết năm nay đến Tết năm sau cũng không hết mất. Nhìn phần hình và số đo 3 vòng thì các em cũng ổn đấy, để xem là tâm hồn các em có đẹp không nào. Các em hãy chờ để chị thẩm lần lượt nha. Cái món xanh lè điểm thêm một tí trứng vàng khè này là cơm rang đấy cả nhà. Bình thường mấy em cơm rang đều trắng nõn trắng nà, tự nhiên em này nó cứ xanh xanh nhìn cũng ngộ ngộ. Mấy anh thủy sản đi kèm thì có mực, có tôm này, có cả trứng cá nữa. Điểm cộng của em thì lại là chất lượng của hạt cơm. Cơm ăn rất là dẻo, không bị khô cũng không bị ướt. Em này được cái ngoài đời nhìn đẹp và lên hình cũng rất gì và này nọ nhở. Món tiếp theo có tên là xẻo lống bao. Một phần như thế này có tất cả là 9 cái. Đây là một trong những cái món ăn rất là yêu thích của mình. Để biết được xẻo lống bao có đạt yêu cầu hay không thì các bạn phải chích nó ra và xem là bên trong có nước hay không. Ơ, có này. Còn bây giờ chúng ta hãy đến với một món khá là nổi tiếng mà giang hồ Việt Nam hay gọi nó là phùng chảo. Nghe cái tên là chắc là mọi người biết kiểu tiếng Tàu phiên âm ra tiếng Việt rồi đúng không? Đấy, gọi tên em kêu quá chi em rơi mất rồi. Ai, thôi thì nếu như em không thuộc về anh thì anh lại phải đành đến bên em khác vậy. Đấy nhá, vậy nên em đừng có trách duyên trời không cho ta đến bên nhau, chẳng qua là em không muốn đến bên anh thôi em ê. Ai, thôi thì chúng ta hãy đắp mộ cuộc tình vừa rơi bằng món cà tím phủ trứng muối phô mai. Món này sẽ cực kỳ hợp với những bạn mà thích ăn kiểu béo béo, ngậy ngậy, mặn mặn, thơm thơm ấy. Còn bạn nào thích kiểu ngọt ngào, đanh đá nhẹ thì hãy đến với em sườn xào chua ngọt này nha. Các em sẽ không bao giờ làm cho bạn thất vọng bởi vì rất ngọt ngào nhưng lại không hề xến. Còn thanh niên nào thuộc cái team tình chứa chan tràn đầy hạnh phúc thì xin mời bạn hãy về với đội canh xương ấm hầm nấm ấm lòng người hâm mộ này nha. Cái thố canh xương hầm này rất là chất. Đúng kiểu chuẩn chất lượng canh vợ người ta nấu luôn ấy mọi người ơi. Còn bây giờ thì team Allaway Single But Not Available xin phép được tạm biệt quý vị. Chúc quý vị mỗi ngày đều có những trải nghiệm ăn uống thật là thú vị nha.